Sau khi xin lương thực, chúng ta xin ơn tha tội. Trích khảo luận của Thánh Cipriano, giám mục Tử Đạo về kinh lạy cha. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và thưa lên, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Có thể hiểu câu này vừa theo nghĩa thiêng liêng, vừa theo nghĩa đen, vì do ý định của Thiên Chúa thì cả hai nghĩa đều hữu ích cho ơn cứu độ của chúng ta. Bởi chưng bánh ban sự sống chính là Đức Kitô, và bánh ấy không phải ai cũng được mà chỉ có chúng ta thôi. Và vì Thiên Chúa là cha của những ai nhận biết và tin kính Người, nên chúng ta đọc lạy cha chúng con thế nào thì chúng ta cũng nói lương thực của chúng con như thế, vì Đức Kitô chính là bánh của những ai thuộc về thân thể Người như chúng ta. Vậy hàng ngày chúng ta xin Chúa Cha ban bánh này cho chúng ta để đang lúc chúng ta ở trong Đức Kitô và hàng ngày lãnh nhận thánh thể Người làm của anh đem lại ơn cứu độ, chúng ta không bị tách ra khỏi thân thể của Đức Kitô vì mắc phải một tội nặng nào đó khiến chúng ta bị loại, không được hiệp thông với anh em và không được ăn bánh bởi trời như Người đã giảng dạy. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Chúa nói, ai ăn bánh Người ban thì sẽ sống đời đời. Vậy rõ ràng là những ai kết hợp với thân thể Người và rước lễ trong tình hiệp thông ấy thì sẽ được sống. Cho nên phải sợ hãi mà cầu nguyện, kẻo có ai xa lìa thân thể Đức Kitô mà mất ơn cứu độ, bởi chính Người đã răn dạy chúng ta: nếu các ông không ăn thịt và uống máu con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Chính vì thế, hàng ngày chúng ta xin Chúa Cha ban bánh là Đức Kitô cho chúng ta, để chúng ta được ở lại và sống trong Đức Kitô, không bao giờ phải lìa xa ơn thánh hóa và thân thể Người. Sau đó, chúng ta xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta. Chúng ta đọc, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin ban lương thực rồi, chúng ta cũng xin ơn tha tội nữa. Nghe lời Chúa khuyên dạy mà nhớ mình là kẻ tội lỗi, điều đó cần thiết biết bao, hợp lẽ khôn ngoan và ích lợi dường nào. Chúng ta được Chúa thúc giục xin ơn tha thứ để, đang khi xin Chúa Cha tỏ lòng khoan dung, lòng trí chúng ta nhớ lại tình trạng lương tâm của mình. Chúa muốn đừng ai trong chúng ta tự mãn như chẳng có tội gì, rồi tự cao tự đại mà hư hỏng thêm, nên đã dạy cho chúng ta biết là ngày nào chúng ta cũng phạm tội, và truyền cho chúng ta ngày nào cũng phải xin ơn tha thứ. Thánh Gioan cũng khuyên dạy chúng ta trong thư của Người: nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. Trong thư Người đề cập cả hai điều, một là chúng ta phải xin ơn tha tội, hai là chúng ta sẽ được hưởng lòng khoan dung của Chúa Cha khi chúng ta xin. Vì vậy, Người nói, Chúa là đấng trung thành sẽ giữ lời đã hứa mà tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Người dạy cho chúng ta xin tha thứ tội nợ thì cũng chính Người đã hứa rằng Chúa Cha sẽ xót thương và ban ơn tha thứ.